Vâng, trước mặt chúng ta là một tác phẩm xanh. Họ không cho ăn nữa rồi. Toàn bộ cho ôm đá và chỉ cho uống nước thôi để giữ các tầng tay tán cho cây. Vâng, thưa các bạn, trước mặt chúng ta là một cây cẩm thị. Một cây cẩm thị dáng lùn. Chiều cao của cây cỡ khoảng độ 45 cm. Nhưng mà cái bộ đế thì thật sự là lớn. Bộ đế rất lớn. Tay tán họ làm khá râm. Vâng, một tác phẩm phi lao có tên là Tản Vân Bay ạ. Một cây phi lao khá lớn. Cây này cỡ khoảng độ tầm 40 bông. Nhưng mà riêng cái bông trên cùng kia phải rộng đến 1m2 ạ. Chúng ta tiến vào cái phần gốc một chút. Gốc rất to, rất già, vô cùng uốn lượn. Một tác phẩm rất đẹp. Vâng, và đây là tổng thể của cây. Chúng ta tiếp tục đến với một cây linh sam dáng hoành. Một cây linh sam tán rất là râm. Mà đặc biệt là cái gốc to, gốc cực kỳ to luôn. Chúng ta tiến vào phần gốc một chút. Gốc rất to. Vâng, tiếp tục chúng ta đến với cả một cây hoa giấy. Một cây hoa giấy dáng thác đổ rất đẹp. Các cành tay tán họ làm khá uốn lượn. Chúng ta tiến vào cái phần gốc một chút. Gốc khá to. Vâng, một vòng tay của mình. Họ làm khá uốn lượn. Vâng, tiếp tục chúng ta đến với cả một cây xanh. Một cây xanh dáng huyền. Đây là một cây đại. Chiều cao từ cái ngọn xuống tầm tay rơi cỡ 1,5 m ạ. Vâng, hơn đấy ạ, phải đến 1,8 m. Mà đặc biệt là bộ đế. Vâng, xin chào các bạn. Trước mặt chúng ta là một tác phẩm bằng một tác phẩm xanh đĩa bay. Vâng, có tên là đĩa bay. Từ xa thì các bạn có thể hình dung được cái độ râm của tán cây. Họ là vô cùng râm. Cây này nhiều công lắm, không biết là bao nhiêu công. Thật sự là một tác phẩm ấn tượng. Vô cùng ấn tượng. Mình xem là chiều cao từ cái mặt chậu lên phía trên cỡ khoảng độ tầm 1,4 m. Nhưng mà từ viên đá, vâng, từ bộ đế lên đây, từ bộ đế đá lên phía trên cỡ khoảng độ tầm 80 thôi ạ.
Vâng, họ làm tán vô cùng rầm. Các bạn có thể xem qua cái độ rầm của tán, thật sự là khủng khiếp. Không hiểu chú quét kiểu gì mà thì vẫn bẩn này nhỉ. Vâng, như các bạn thấy cái độ dăm của cây này thì thật sự là khủng khiếp. Mình không biết là họ cắt bao nhiêu nhát cắt nữa. Hàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn. Bông tán vô cùng dăm. Nhìn đẹp quá. Họ làm rất cân đối, đứng ở vị trí nào cũng thấy được vẻ đẹp của cây. Bây giờ chúng ta tiến vào cái phần thân đế một chút. Tất cả các rễ đều len lỏi vào các cái vách đá hết rồi. Cái này già quá, vô cùng già. Tuyệt vời, một tác phẩm tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Đứng ở vị trí nào cũng thấy đẹp. Tuyệt vời, họ làm rất cân đối. Thật sự là một tác phẩm tuyệt vời. Một tác phẩm không chê được vào đâu. Quá đẹp. Mình tả qua một chút về cái chậu cỡ khoảng độ tầm 2,5 m ạ. Vâng, chiều dài 2,5 m, bề ngang cỡ khoảng độ tầm 1,5 m. Vâng, được bày trên một vị trí thảm đỏ để làm nổi bật cái tác phẩm này. Vâng, và đây là tổng thể của cây. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.